bồn inox Hwanta. Bồn này bao nhiêu tên lít đây? Cũng được chứa nước để cho giáo dân lên đây đi lễ để sử dụng nước. Hwanta là một nhà máy liên doanh với Đài Loan. Hwanta rất bền, rất tốt và rất đẹp đây. Em không biết được sử dụng từ bao giờ, được mua từ bao giờ, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Đó, cái này cũng khoảng 5.000 lít, tại vì cái đường kính của Hwanta nó lớn hơn đường kính của Sơn Hà, nó vậy mà cái chiều dài nó sẽ ngắn hơn. Đây, chân bồn Hwanta đó. Ai mình cần sử dụng bồn nước inox Hwanta từ lớn đến nhỏ thì vui lòng liên hệ bên em ha.